Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo thêm nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, ngày 16 tháng 10, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019. Sau một năm phát động ủng hộ người nghèo, từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, Quỹ vì người nghèo các cấp đã tiếp nhận số tiền trên 4,7 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Ban vận động các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ hộ nghèo xây mới, sửa chữa hơn 200 nhà đại đoàn kết và nhiều công trình phụ trợ. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ về sản xuất, hỗ trợ học sinh con em hộ nghèo được đi học, người nghèo được khám chữa bệnh dài ngày tại các cơ sở y tế. Cũng từ nguồn quỹ vì người nghèo, nhiều hộ nghèo trong tỉnh đã được chăm lo để đón Tết Nguyên đán 2019. Kết quả đó đã khẳng định tính nhân văn của cuộc vận động vì người nghèo. Tuy nhiên, hiện tỉnh ta vẫn còn hơn 47.300 hộ nghèo, ít có điều kiện để tự vươn lên thoát nghèo. Do đó, việc tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo là một trong những việc làm góp phần quan trọng đối với công tác giảm nghèo của địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã ghi nhận những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hưởng ứng, ủng hộ có hiệu quả quỹ vì người nghèo của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, ông đề nghị thời gian tới, cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền vận động để cuộc vận động thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia quyên góp, ủng hộ có hiệu quả, phù hợp với khả năng, chung tay, giúp sức cùng cấp ủy chính quyền tỉnh Điện Biên chăm lo giúp đỡ người nghèo sớm ổn định cuộc sống, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 của chúng ta là 37,08%. Báo cáo với các vị là chúng ta ở đây thì chắc các đồng chí cũng sẽ suy nghiệm như tôi. Đây là một điều rất đáng buồn cho một cái tỉnh có một cái địa danh lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong đó một cái tinh thần chúng ta cần phát huy ở cái giá trị truyền thống của chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là vượt qua mọi khó khăn thử thách để mà ở chiến thắng Điện Biên Phủ thì để đánh thắng giặc với cái sức mạnh lớn hơn chúng ta rất là nhiều. Thế nhưng mà trong cái việc bây giờ đánh giặc đói, giặc nghèo ở chúng ta lại không phát huy được cái tinh thần ấy. Đây là một điều rất là đáng buồn. Trong khi đó, khả năng huy động nguồn lực đầu tư cho xóa đói giảm nghèo từ ngân sách nhà nước còn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia ủng hộ giúp đỡ người nghèo nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019 thông qua quỹ vì người nghèo để tạo nguồn để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người nghèo. Giúp người nghèo đã trở thành nét đẹp văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết, nhân ái của dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo cho người nghèo, tạo sự ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Triết lý kinh doanh của Viettel Điện Biên thì kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội. Thì trong 10 năm thì Viettel là cam kết là sẽ ủng hộ cho các cái trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ấy. Thì mỗi năm là sẽ chọn ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên thì do số lượng xã nghèo nó nhiều, có tập 103 xã. Thì năm nay là năm thứ 6 là Viettel thực hiện chương trình là vì em hiếu học. Mỗi xã là chọn 10 em, 5 em cấp 1, 5 em cấp 2 và tặng học bổng cho các em. Mỗi em là trị giá học bổng là 1 triệu đồng. Nhân với cái con số là 103 xã thì là một năm là Viettel sẽ hỗ trợ cho các học sinh đó số tiền là 1 tỷ 030 triệu một năm, cam kết trong vòng 10 năm, thời gian thực hiện từ 2014 đến 2023, và năm nay là năm thứ 6 thực hiện chương trình này.
Trong năm vừa qua thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Quỹ vận động vì người nghèo của huyện Mường Ảng đã đề ra cái nhiều cái biện pháp, như là thứ nhất là vận động toàn thể, phát động toàn thể các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện tham gia ủng hộ quỹ người nghèo, và các doanh nghiệp có thể ủng hộ bằng nhiều hình thức, có thể là bằng tiền mặt, có thể là xây nhà đại đoàn kết, hoặc là ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về sách vở, về cái xe đạp để cho các em có điều kiện để đi học. Và kết quả thì trong năm 2018 thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã huy động được trên 450 triệu đồng để giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã ra lời kêu gọi phát động ủng hộ quỹ vì người nghèo. Mức ủng hộ đối với cán bộ công chức viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, mỗi người một ngày lương. Các doanh nghiệp tư nhân từ 3 triệu đồng trở lên, các hộ tiểu thương từ 300.000 đồng trở lên, các hộ gia đình ở thị trấn, thị xã, thành phố, mỗi hộ gia đình ủng hộ 30.000 đồng trở lên. Các hộ ở nông thôn ủng hộ 20.000 đồng trở lên. Mọi sự ủng hộ xin gửi qua tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, số tài khoản 3761-09-031-6789-1046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên hoặc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên. Cái nguyên nhân nghèo đối với trên địa bàn của tỉnh chúng ta thì nó trước hết là xuất phát từ cái nguyên nhân thực tại, điều kiện địa lý rất là địa hình rất là hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nên là cái cùng với đó là cái trình độ dân trí cũng như là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong việc sản xuất để tăng năng suất lao động còn gặp rất là nhiều khó khăn. Đó là những cái, thì qua đó thì chúng ta thấy là cái mức thu nhập của nhân dân chúng ta trên địa bàn của tỉnh Điện Biên thì còn rất là thấp. Thế vì bằng cái giải pháp là trước mắt cũng như là lâu dài thì theo các cái chương trình mục tiêu quốc gia của nhà nước triển khai trên địa bàn thì cái việc triển khai hỗ trợ từ cái nguồn lực xã hội hóa cũng là một cái việc làm hết sức là quan trọng, cùng với các cái nguồn lực của nhà nước để từng bước giúp đỡ cho người nghèo có nơi ở yên tâm hơn, đặc biệt là xóa nhà tranh tre dột nát để người nghèo có nơi ở ổn định để yên tâm lao động sản xuất, cũng như là việc ổn định cuộc sống, không di cư tự do, cũng như là tuyên truyền đạo trái pháp luật và chấp hành tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, mà cũng qua đó để tăng cường hơn cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ chính trị trên địa bàn của tỉnh Điện Biên. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho 3 doanh nghiệp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 26 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động vì người nghèo năm 2018. Tại lễ phát động, đã có 60 tập thể và 34 cá nhân đăng ký ủng hộ trực tiếp với số tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, trong những năm qua, cuộc vận động vì người nghèo đã được huyện Tuần Giáo triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Cuộc vận động đã thực sự phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần hỗ trợ giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện vươn lên trong cuộc sống. Với phương châm được xác định là trao cần câu hơn cho con cá, từ đầu năm 2014 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tuần Giáo phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát đến từng đối tượng hộ nghèo để biết nhu cầu của mỗi gia đình cần hỗ trợ gì. Qua đó, kịp thời hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo trên địa bàn với tổng giá trị trên 160 triệu đồng, chủ yếu là về phương tiện sản xuất như hỗ trợ bò giống, cây ăn quả. Sự đổi mới trong công tác xóa đói giảm nghèo của hệ thống Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã mang lại kết quả rõ rệt. Nhìn chung, các hộ nghèo được hỗ trợ vốn, phương tiện, sản xuất đều phát huy có hiệu quả nguồn vốn đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ. Đời sống kinh tế của các hộ đã từng bước nâng lên rõ rệt, góp phần vào an sinh xã hội và công tác giảm nghèo của địa phương. Thông qua các hoạt động hỗ trợ đã giúp cho các hộ nghèo ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững.
Gia đình ông Lò Văn Em ở bản Món là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo. Gia đình đông con lại không có phương tiện sản xuất và rơi vào diện hộ nghèo của xã. Đầu năm 2018, Mặt trận Tổ quốc huyện đã hỗ trợ gia đình ông Lò Văn Em một con bò giống sinh kế. Con bò bây giờ là chiếc cần câu giúp gia đình ông từng bước thoát nghèo. Tôi nhận được cái con bò này đến là mùng 1 tháng 1 năm 2019 thì là sinh đẻ. Đấy là coi như là được một con bê con. Đấy là chúng tôi cũng là cảm ơn cái nhà nước hỗ trợ chúng tôi được. Đấy là nhân dân cũng là không khá đến so với trước chưa được hỗ trợ thì gia đình bấy bạn cũng là làm ăn là tương đối. Vừa dọn về ngôi nhà mới khang trang rộng rãi, ông Cà Văn Tiêng ở bản Ta, xã Quài Tở không giấu nổi niềm vui vì từ nay gia đình ông không còn phải ở trong ngôi nhà tạm bợ chật chội. Cuộc sống khó khăn khiến vợ chồng ông không dám nghĩ tới việc xây dựng một căn nhà vững chắc để ở, trong khi căn nhà cũ đã xuống cấp trầm trọng. Khi được nhận hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết, vợ chồng ông rất vui mừng. Ngôi nhà sàn có diện tích rộng hơn 60m², kinh phí xây dựng trên 300 triệu đồng. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 20 triệu đồng. Số tiền còn lại, gia đình và người thân đóng góp. Có nhà mới khang trang giúp cho gia đình ông Tiêng không phải lo lắng mỗi khi mưa gió và có thể yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo trong những năm tới. Công tác mặt trận cũng quan tâm đến, thấy nói chung gia đình rất là cảm ơn, nói chung là cũng góp được một phần cho gia đình được làm nhà, nói chung là gia đình cũng cố gắng thêm nữa và cũng được hỗ trợ của bạn bè nữa, thì nói chung cố gắng gia đình cũng thậm cố gắng làm được một cái nhà yên tâm rồi, nói chung là về cái sức khỏe này khác thì cũng được nâng lên một tí rồi, nói chung là cái việc công tác làm ăn thì nói chung con cháu vợ con thì nói chung cũng ổn rồi, nói chung là cũng được đỡ suy nghĩ và cũng làm ngày có ăn, nói chung là yên tâm rồi, sản xuất các cháu ăn học nói chung cũng đầy đủ. Cũng là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bà Lò Thị Hón ở bản Nà Sáy 2, xã Nà Sáy, bao năm phải sinh sống đơn thân trong ngôi nhà tạm bợ, có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Thấy hoàn cảnh của bà khó khăn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tuần Giáo đã hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện để xây dựng nhà đại đoàn kết, được khởi công xây dựng từ đầu năm 2019 đến nay. Ngôi nhà hoàn thiện, giúp bà có chỗ ở an toàn, ổn định cuộc sống. Bà sống cô đơn, tôi là con cháu của bà, là cô, thì không có nương tựa. Tôi xin gia đình tôi nuôi lâu lắm rồi. Và sống ốm yếu và mặt cũng không thấy rồi, mắt không thấy rồi, mù rồi. Tôi con cháu là xin các ông hiển xá giúp đỡ ủng hộ cùng chúng tôi, xin cảm ơn. Niềm vui có nhà mới không chỉ đến với gia đình ông Tiêng, bà Hón mà còn nhiều gia đình nghèo trên địa bàn huyện Tuần Giáo cũng có niềm vui tương tự. Chỉ riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tuần Giáo hỗ trợ xây dựng 32 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hỗ trợ trên 640 triệu đồng. Trong quá trình khảo sát, lập danh sách xin hỗ trợ, chính quyền các địa phương tập trung ưu tiên những đối tượng đặc biệt khó khăn, gia đình neo đơn, có nhà bị hư hỏng nặng, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch. Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và chính quyền địa phương còn tuyên truyền vận động bà con bỏ thêm vốn, nguyên vật liệu và ngày công lao động để xây dựng căn nhà khang trang rộng rãi. Đồng thời tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tích cực giúp đỡ người nghèo bằng những việc làm cụ thể. Thông qua giúp nhau kiến thức, kinh nghiệm, làm ăn, thành lập các tổ nhóm tiết kiệm, tổ nhóm vay vốn, phân công hội viên khá,
giàu, giúp đỡ hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Trong thời gian vừa qua thực hiện chương trình kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc huyện cũng như là ủy xã Nà Sấy, Mặt trận Tổ quốc xã Nà Sấy cũng chăm lo đời sống đến bà con nhân dân, thực hiện các cuộc vận động xuống cơ sở để tuyên truyền vận động các hộ gia đình, mỗi hộ gia đình là đóng góp từ 10.000 đồng trên hộ trở lên. Thứ hai là những hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, nên cũng có hộ từ 150.000 đến 100, đến tùy từng hộ gia đình và tùy từng những các quán bán tạp hóa nhỏ lẻ. Trong thời gian vừa qua thì được sự động viên khuyến khích và cũng như tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể xuống cơ sở để tuyên truyền về cuộc vận động ngày vì người nghèo, nó đi vào sâu vào trong lòng người dân và người dân cũng rất hiểu được ý nghĩa mục đích để làm cái gì để giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2014 đến nay, Quỹ vì người nghèo của huyện Tuần Giáo vận động được trên 2,5 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì phối hợp với các phòng ban chức năng của huyện và các xã để rà soát thẩm định các hộ thuộc diện được hỗ trợ làm nhà, sửa nhà. Cùng với sự hỗ trợ của Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp, các cơ quan ban ngành của Tuần Giáo cũng đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa được gần 130 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, hỗ trợ trẻ em nghèo đi học, thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ khó khăn đột xuất, với tổng số tiền trên 370 triệu đồng. Từ sự chung tay giúp sức đó mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện mỗi năm giảm trên 5%, đến nay còn 45%. Thì chúng tôi cũng quan tâm chăm lo cái công tác là chăm lo giúp đỡ người nghèo. Thì trong cái nhiệm kỳ thì Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động các cái tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ quỹ về người nghèo. Ngoài ủng hộ quỹ về người nghèo thì chúng tôi đã vận động các cái doanh nghiệp là ủng hộ hỗ trợ người dân theo địa chỉ. Và hàng năm thì chúng tôi đều duy trì và tổ chức cái chương trình chung tay giúp đỡ người nghèo vào nhân dịp đầu xuân, Tết Nguyên đán. Và trong nhiệm kỳ thì chúng tôi đã vận động được trên 2 tỷ đồng và hỗ trợ làm được 187 nhà đại đoàn kết và trao 65 xe đạp cho các cháu học sinh, con hộ nghèo có thành tích cao trong học tập và tặng hàng trăm suất quà cho các cái hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán, rồi thăm hỏi, cứu trợ các cái gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt kịp thời và đảm bảo là được công bằng bình xét từ khu dân cư. Cuộc vận động vì người nghèo ở Tuần Giáo không chỉ giúp người nghèo về vật chất mà còn khơi dậy được tinh thần đạo lý lá lành đùm lá rách, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo. Từ đó góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững và giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.